thì tùy vào nhu cầu và tùy vào option của máy và giá cả sẽ khác nhau, và tùy vào nhu cầu của khách thì Lan sẽ phục vụ đúng theo ý muốn. Vậy thôi, đơn giản, khác biệt chỉ bấy nhiêu thôi. Còn về hình dáng thì như nhau, còn về cách bít phối thì do yêu cầu chúng ta, thì Lan sẽ phối theo đúng ý muốn. Bởi vì tất cả những chi tiết để tạo nên nó toàn là những thứ sang trọng, quý giá, quý hiếm. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, kỳlanluxury.com. Hôm nay Kỳ Lân sẽ giới thiệu với tất cả quý khách chiếc điện thoại Virtu Signature S Gold. Hiện tại thì trên màn ảnh chúng ta, Kỳ Lân đang chủ đạo vào 3 sản phẩm. Tất cả ngoại hình thì nhìn xa thì nó có thể là như nhau, nhưng mà chúng ta khi đi chi tiết lại thì nó sẽ có những bộ phận nó sẽ khác nhau một tí về cách mít vàng hoặc là mít kim cương. Rồi bây giờ camera đi cận cảnh vào. Hiện tại thì ba cái siêu phẩm này về hình dáng thì như nhau. Chúng ta sẽ thấy sự khác biệt khi Kỳ Lân mít kim cương. Cái điện thoại đầu tiên bên này là full vàng và ceramic và da thôi, không có chiên kim cương nào. Chiếc điện thoại Kỳ Lân xếp theo thứ tự nha. Chiếc điện thoại thứ hai y chang chiếc điện thoại đầu tiên, khác thêm một điểm duy nhất, đó là mít viên kim cương chủ 3.4 dung. Và một điểm khác nữa, đó chính là bên hông camera đi giùm anh. Ngay cái nút cọ tổng đài này nó là nút ruby, bằng ruby. Và cái thứ ba, đây là một cái full vàng khối 18K AU750 mít kim cương vuông ở giữa và kim cương chỗ gấm thỏi, full kim cương viền gấm thỏi. Và mít luôn kim cương ở phía sau, ngay gốm đá phía sau chữ V. Thì tùy vào nhu cầu và tùy vào option của máy và giá cả sẽ khác nhau, và tùy vào nhu cầu của khách Kỳ Lân sẽ phục vụ đúng theo ý muốn. Và tuy ba cái này hình dáng hoàn toàn giống nhau nhưng sẽ khác nhau về cấu hình một tí. Thì hồi nãy Kỳ Lân có nói là cái máy này nó có một cái nút ruby ở bên hông. Và cái máy này thì nó là cái nút bằng vàng. Đó là sự phân biệt giữa Virtu Signature S đời từ 2012 đến 2016 và có nút bằng ruby. Đó là phân biệt cho Signature S 2017. Và chiếc 2017 này nó dùng hệ điều hành Android. Kỳ Lân sẽ khởi động cái điện thoại này lên. Camera đi sát vào giùm anh. Đây là một cái đời, chắc chắn nó là đời 2017 rồi. Bởi vì sao? Kỳ Lân chưa khởi động xong mà Kỳ Lân đã khẳng định. Kỳ Lân sẽ tắt nguồn hai cái điện thoại Virtu này, một cái đời 2015, một cái đời 2017. Và Kỳ Lân cùng khởi động xem thử cái nào khởi động nhanh hơn. Cùng lúc. Hai cái cùng khởi động. Và 2017 lên nguồn. Đây. Logo đứng hơi lâu một chút. Và 2015 đã lên nguồn xong, đã hoàn toàn vào được menu giao diện. Đây, 2015 đã hoàn toàn được vào được menu giao diện, mà cái 2017 thì vẫn là chưa, vẫn là còn đúng. Bây giờ bắt đầu khởi động nè, menu người ta đã vào được giao diện rồi.
Đó là cái điểm khác biệt giữa hệ điều hành của 2017 và 2015. Và một cái khác biệt nữa Kỳ Lăng sẽ cho quý khách xem. Mình đang đi vào thử chung. Đây hiện tại là tiếng chung của 2012, 2015, 2016. Về độ trong, độ sâu lắng và độ vang, độ tuyệt vời của tiếng chung nó đi sâu vào lòng của tất cả mọi người đã từng xài Vertu và đã từng thích Vertu chính hãng. Và đây là tiếng chung của đời 2017, không có độ sâu, vang không bằng. Nói chung là âm thanh nó sẽ không thích bằng cái đời 2012, 2015, 2016. Đó là quan điểm của Kỳ Lân. Còn tuy nhiên có nhiều người lại thích, tuy nhiên có nhiều bác lại thích tiếng chung của 2017. Đó là mỗi người mỗi ý kiến, mỗi người mỗi cảm nhận. Kỳ Lân chỉ làm một clip phân tích và so sánh thôi. Về pin của 2017 cũng khác biệt so với pin của 2015. Nhưng cứ dùng chung bình thường, dung lượng của 2017 sẽ cao hơn là 1200mAh. Và Kỳ Lân sẽ tháo pin của 2015 ra. Đây, pin giữa 2015, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, pin 2017. Pin thì chúng ta có thể dùng thay đổi cho nhau được. Và điểm khác biệt trong chức năng dùng đó là Vertu Signature S 2017 lưu được 5.000 số danh bạ. Vertu Signature S 2012, 2013, 2015, 2016 lưu được 2.000 số. Vậy thôi, đơn giản, khác biệt chỉ bấy nhiêu thôi. Còn về hình dáng thì như nhau. Còn về cách bit phối thì do yêu cầu chúng ta, Kỳ Lân sẽ phối theo đúng ý muốn. Hoặc là kính phím hiện tại là, hồi nãy 2K, 3K chúng ta coi là màu, hồi nãy chúng ta đang coi kính phím là màu đen, thì ở cái kia có kính phím màu xanh hoặc là kính phím màu trắng như cái con Panda. Rồi chúng ta muốn đính kim cương lên trên nguyên cái bộ vỏ vàng khối này, hoặc đính kim cương lên viền từ khay sim, hoặc là tất cả phần da này chúng ta thay bằng vàng nguyên khối, hoặc là tất cả phần gốm ceramic này phía trước, phía sau và phần đá ceramic phía sau nắp lưng này mình thay bằng vàng, hoặc là đính kim cương lên full hết cái máy. Nói chung là quý khách chỉ cần đặt vấn đề, Kỳ Lân sẽ thực hiện đúng theo những gì quý khách muốn. Và Kỳ Lân bật mí thêm một cái bật mí, vì sao rất nhiều người thành đạt sử dụng điện thoại Vertu Signature S Gold? Bởi vì như chúng ta đã biết là chiếc điện thoại Vertu của hãng Vertu là một trong những hãng lừng danh đứng top số 1 về ngành điện thoại trên thế giới toàn cầu. Và chiếc Vertu này nó là một trong những sản phẩm điện thoại xa xỉ bậc nhất, bởi vì tất cả những chi tiết để tạo nên nó toàn là những thứ sang trọng, quý giá, quý hiếm. Ví dụ như thân vỏ đúc bằng vàng nguyên khối, gốm ceramic, kính phím, kính màn hình là Sophia, nguyên tấm nguyên khối, những viên kim cương, bên trong đệm phím là những viên ruby và bo mạch, tất cả mọi chi tiết bên trong đều là cao cấp và được lắp ráp hoàn toàn thủ công bởi những người thợ kỹ sư lắp ráp siêu xịn sò. Kể cả phần da của hãng cũng vậy, tất cả da B tuyệt vời. Và khi cầm ở những người thành đạt, họ là những người thành đạt. Với xã hội hiện đại phát triển công nghệ vượt bậc trong ngành điện thoại smartphone phục vụ rất nhiều chức năng, tuy nhiên bên cạnh đó sẽ bị
không an toàn lắm về độ bảo mật cho một số việc cần bảo mật. Khi ra ngoài giờ làm việc, chúng ta cần yên tĩnh bởi những thông báo, bởi những cái tin tức, bởi những cái thông tin chúng ta không mong muốn, để cho chúng ta enjoy, relax trong cái cuộc vui chơi. Tránh gọi video định vị, tránh để mà theo dõi thông tin các kiểu. Nói chung là lỗ hổng bị bảo mật. Thì cần một cái điện thoại để chuyên nghe gọi nhắn tin thôi, thoải mái công việc. Khi chúng ta đã ra ngoài công việc, muốn bỏ tất cả những cái công việc qua một bên để enjoy, relax, thì chúng ta xin nên dùng một chiếc điện thoại phổ thông. Thì khi tầm những người thành đạt, họ sẽ chọn những cái sản phẩm tương ứng với họ, như là chiếc điện thoại Vertu. Nó sẽ nâng tầm và nó như là một món trang sức thời trang. Và đặc biệt nữa là thời lượng pin cũng xài dùng lâu. Với lại khi chúng ta dùng một chiếc smartphone mà chuyên vừa để nghe gọi để làm việc, thì cường độ dùng hoạt động nó sẽ nhiều và pin máy sẽ mau hết. Vì vậy chúng ta dùng một chiếc điện thoại chuyên để nghe gọi là Vertu, chuyên để nghe gọi thôi, thì cái chiếc smartphone chúng ta sẽ bị giảm bớt về tần suất hoạt động, thì pin sẽ lâu hơn và chúng ta sẽ không bị sạc pin liên tục. Rất nhiều cái lợi, và vì vậy rất nhiều người thành đạt đã chọn Vertu. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Để đón xem tất cả clip về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao, những clip thú vị về kiến thức về những cái đồ cao cấp xa xỉ, kính mong quý khách hãy đăng ký subscribe kênh YouTube này, cũng như like, theo dõi trang fanpage này, hoặc truy cập trực tiếp vào website kilangluxury.com để xem những mẫu mới của Kỳ Lăng, hoặc gọi trực tiếp cho Kỳ Lăng số hotline 0901 247 247 hoặc kết nối qua Zalo 0901 247 247 để được tư vấn chi tiết. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip Kỳ Lăng. Chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.